Xin chào quý bà con, mình là Ly. Ngày hôm nay Ly chia sẻ cho quý bà con chúng ta về lô nho thân gỗ 12 vụ nha. Cây trước màn hình quý bà con chúng ta, đây là cây to nha bà con. Hàng này là hàng to rồi. Quý bà con chúng ta lấy cái giống này về, chúng ta dưỡng lại tầm khoảng là từ 3 tháng thì bắt đầu nó sẽ ra trái. Tại vì bên Ly mới vừa nhập về á, nó chưa có hồi sức lại ha. Đó, nó chưa có hồi sức lại. Cây nho này là cây nho thân gỗ 12 vụ nha. Nho thân gỗ 12 vụ thì nó sẽ ra trái màu đỏ ha. Và đặc biệt nho thân gỗ thì nó sẽ ra trái trong thân và cái hoa nó sẽ ở trong cái thân này luôn. Đó. Hoa với trái ở trong cái thân nên người ta sẽ kêu bằng nho thân gỗ nha. Còn giá bán của bên trung tâm cây giống là 1.100.000 trên một cây giống như vậy là đã bao gồm phí vận chuyển luôn. Đó, quý bà con chúng ta nào thích trồng nho thân gỗ thì chúng ta cũng có thể tham khảo nha. Đây là những cái cây nè, nó già lắm rồi nên nó chóc da hết rồi nè. Đó, nho thì nó bung da này ra thì nó sẽ ra hoa đậu trái thôi. Cây này là cây mã số 02 nè. Quý bà con chúng ta nhớ mã ha, Ly sẽ không có gửi nhầm cây cho quý bà con chúng ta ha. Cái cây này là nó sẽ ra được 3 thân nè. Cây này nó ra 3 thân nè. Cái thân này nó càng nhiều thì trái nó sẽ càng nhiều ha. Cây này cây mã 02 ha bà con. Cái hoành của cây thì nó cũng khá là to rồi. Rồi tới cái cây mã 03 nè. Hầu như là cây từ ở dưới đi lên thì nó cao tầm khoảng là từ 1m4 ha bà con, từ 1m4 1m5. Nhưng mà chiều cao thì chúng ta không có cần cao quá đâu, tại vì nho nó ra trong thân nên chúng ta không có cần chiều cao. Chúng ta nuôi cho tay nó nhiều ha, nhánh nó nhiều, thân nó nhiều thì sau này trái nó sẽ nhiều thôi. Cây này cây mã 03. Đó. Giá bán cũng là 1.100.000 trên một cây. Đó. Thì Ly có bấm mã hết nhưng mà Ly chỉ quay sơ cho quý bà con chúng ta cùng xem thôi. Đây, những cái cây nó đang đi đọt nè. Nó đang đi đọt non, đang nuôi dưỡng lại. Cây này là cây mã 04. Mã số 04 nè. Đây, đây mã số 04 cũng vẫn là 1.100.000 trên một cây. Cây mã 04 này nó cũng có 3 cái thân nè. Cây này là cây nhánh chiếc cành nha bà con, nhánh chiếc cành nên chúng ta trồng nó cũng rất là sớm cho trái. Cây này nó đã cho trái rồi nhưng mà thời gian nhập về á nên nó qua cái đợt này. Ly đang dưỡng lại quý bà con chúng ta lấy về trồng ra chậu hoặc là trồng ra đất tầm khoảng 2 đến 3 tháng thì nó sẽ ra hoa đậu trái lại thôi ha. Rồi tới cây mã số bên kia. Hả? Bên kia nào, máy quay bên kia. À đây. Tới cái cây này là cây mã số 05. Đây, mã 05. 05 thì có một cốt đi lên thôi. Lên tới ở trên cái nạng ná này nè, nó mới chia thành 3 cành. À, dán 05. Rồi tới cây 06. Cây 06 này lùn nha. Cây 06 này nó cao khoảng 1m2 thôi. Nó lùn nhưng mà tàn nó đẹp ha. Nó đều tàn nha. Anh chị nào chúng ta thích trồng sân thượng sợ gió đổ ngã thì chúng ta thích hợp để lấy cái cây mã số 06 này. À, 06 đây ha. 1.100.000 trên một cây. Nuôi dưỡng lại nè, tược đọt nó lên này ha bà con, tược đọt nó lên luôn nè. Rồi tới cây 07 này cao nè. Cây 07 này dáng cao. Gốc thì nó to khoảng cùm tay em bé ha bà con. Cái hoành nó tầm khoảng 9-10 hết rồi. Hoành á, 9-10 hết. Cây này là cây mã số 07. Rồi tới cây số 08. 08 nho thân gỗ 12 vụ. Mã số 08 ha. Nho thì chúng ta cũng có thể là ăn trái tươi trực tiếp hoặc là chúng ta đem đi làm mứt nho. Chúng ta đi đem đi ngâm rượu nho ha. Nó cũng khá là độc lạ. Rồi tới cái cây tiếp theo nữa là mã 09. Đây, cây mã 09. Rồi, quay cái cây mã số 010. 010, cây mã số 10. Đó, mã số 10 ha. Đây là mã số 11. Đây nó có trái nè, trái nó khô ở trong luôn nè. Đó. Nè, có trái nè, thấy không? Quý bà con chúng ta thấy không? Đây có trái này nó khô nè, ở trong cái kẹt này nó cũng có cái hoa nè. Cây này rất là già rồi, nó cho trái mấy mùa rồi đó. Rồi tới cái cây số 12. Đây, 12 có hoa này ha bà con thấy không? Ly đang xả nắng á. Mình trung tâm cây giống đang xả nắng trực tiếp nè. Tại tấm gầy là mưa quá. Cây này cây nho quý bà con chúng ta trồng full nắng ha, trồng trực tiếp ngoài nắng thì nó sẽ nhanh ra trái hơn. Rồi tới cái cây mã số 13. Mã số 13 này dáng đẹp nè ha bà con, dáng đẹp nè, tàn tán xum xuê luôn. À, cơi non nó đi cỡ gan nữa nè. Rồi tới cái cây mã số 14. 14 đây, dáng này ha. Cây rất là đẹp nha, cao lắm, to nữa. Rồi tới cây mã số 15. 15 nè. Cây 16. 16 có trái nè. Đây. Đây là trái này ha.
nhưng mà nó chỉ có một trái thôi, chúng ta không tính đâu, đợi lứa sau nó mới nhiều. Cây nó cho trái có hoa hết rồi. Rồi tới cái cây này số 17. 17, đây cũng là cái chùm hoa nữa nè. Cái hoa nhỏ nhỏ nè, không biết quý bà con chúng ta thấy rõ không. Ở đây nữa nè. Đó, trái nè. Đó, trái này ha. Rồi có hoa chi chít ở trong. Nó rất là hay. Nó xì xì ở trong cái thân cây đó, chúng ta nuôi dưỡng bón phân thúc vô. Một đợt phân đó thôi thì nó sẽ xì trái ra rất là nhiều. Rồi tới cái cây cuối cùng là cây mã số 18. Một lô này là 18 cây. Tại vì Ly đang soạn ra để xả nắng á, xả nắng để cho cây nó ra trái á, thì Ly sẽ bóc quay. Lần sau á, thì Ly sẽ quay kỹ hơn, tức là đo hoành chiều cao cho quý bà con chúng ta xem từng cây luôn. Thì ngày hôm nay Ly đi dạo sơ cho quý bà con chúng ta nào thích trồng nho thân gỗ, đặc biệt là nho thân gỗ 12 vụ ha, chúng ta cũng có thể là trồng phong thủy, thì quý bà con chúng ta cũng có thể tham khảo về lô nho này nha. Thì Ly có cây nhỏ hơn thì nó tầm khoảng từ 150 ngàn một cây, và cây 300 hoặc thậm chí là cây 650. Còn cái lô này thì nó là 1.100.000 ha. Nếu như anh chị thích trồng cây nho như thế nào, thể loại giá như thế nào thì cứ việc gọi ngay vào hai số điện thoại hiện trên màn hình để bên trung tâm cây giống tư vấn cho quý bà con chúng ta kỹ hơn ha, hoặc là gửi hình ảnh cho quý bà con chúng ta xem lại một lần nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.